Nga hôm nay trả lời về bên nước Nga xâm lược ở bên Ukraine. Có hơn 100.000 người lính nước Nga đã sửa soạn cho cuộc xâm lược tấn công qua bên Ukraine. Hiện tại ngay bây giờ, bên NATO đang sửa soạn 300.000 người lính trong tình trạng báo động cao với sự đe dọa của nước Nga. Đây là con số cấp 7 lần trong lúc này. Theo của người xếp Roman hồi xưa đã từng nói, nếu mà muốn hòa bình, phải sửa soạn cho chiến tranh kế tiếp. Đây là ông sếp của NATO nói cho biết. Đây là một trong những cái sửa soạn lớn ở bên NATO trong lúc này. <laughs> Kể từ hồi chiến tranh lạnh tới bây giờ, lần này là số lính chán đưa ra đông như vậy. Đây là những người ở hướng Tây sửa soạn như vậy, làm cho nước Nga cũng đưa ra nói về chuyện này đây là của NATO ở ngay thành phố Lithuania. Hiện tại họ đang bị Kremlin đe dọa. Đó là bên Kremlin không có đưa những cái hàng hóa qua bên chỗ này. Đây là ở Leningrad đối với ông một cái chuyện mà chống thủ. Có nghĩa là phải giữ soạn cho tấn công, có phải không? Theo ông sếp đây nói, đây chúng tôi không có muốn tấn công bất cứ nước nào hết trơn đó. Nhưng mà chúng tôi đây rất là hiểu rõ ràng. Và chúng tôi biết là chuyện này sẽ xảy ra sắp tới không có ai hiểu rõ đang bị đe dọa từ nước nga bằng chúng tôi hết có phải đây là cuộc chiến tranh cho dân chủ hay không đúng rồi đây là cuộc chiến tranh cho dân chủ đây là không phải riêng ở bên ukraine không đây là không phải chiến tranh của một đất nước với một đất nước khác. Đây là chiến tranh nhiều đất nước với một đất nước bên nga. Chúng ta phải làm sao hiện tại ngay bây giờ về bên nước nga và ukraine. Nếu chúng ta không có chặn lời được, bên nước nga sẽ tiếp tục tấn công tới nhiều nước khác nữa. Nói về hoa kỳ Hoa Kỳ đầu tư rất là nhiều về chuyện này. Hiện tại, Hoa Kỳ có 100.000 người lính đang nằm ở bên Europe. Họ đang sửa soạn, sửa soạn cho những chuyện gì xảy ra sắp tới. Ngày hôm nay, nhiều tổng thống trên thế giới cộng luôn ông tổng thống Joe Biden họ đang có mặt cuộc họp ở ngay chỗ capital của spain đây là theo nato họ nói về cái cuộc họp lần này và ngày hôm nay cuộc họp họ nói rõ ràng trong lúc này đó là nước nga đang đe dọa nhiều nước từ ở Madrid chỗ này cho tới Moscow nói rõ ràng hết theo ở bên Moscow nước nga nói là đối với họ không có gì ngạc nhiên cả đây là đài nói với bên nước nga ông cũng biết trong tháng này nato họ sẽ gặp nhau ở ngay Madrid và họ có thể là đưa ra nhiều cái nói là họ sẽ nói nước Nga là cái nước đe dọa trên thế giới. Cái ông này đại diện cho Kremlin nước Nga nói chuyện với đài hồi trần rồi. Ông nói bên NATO lúc nào cũng đang định tấn công, chứ không phải là bảo vệ gì cả. It was tailored as a gun. Ông nói giống như bên NATO giống như có súng để mà sửa soạn vậy đó. Đây là những gì của bên Kremlin nước Nga họ nói với người dân của họ từ lúc đầu. Day, Mỗi ngày luôn. NATO, Đây là họ có một cái museum nói cho người dân họ biết ở bên NATO họ tàn ác như thế nào. Theo cái người đại diện ở ngay diện bảo tàng chỗ này, Museum nói cho biết là từ lúc đầu NATO đã lập ra <laughs> Đây là họ đưa ra nhiều cái tuyên truyền, họ nói. Đó là ở bên NATO họ đưa ra nhiều tuyên truyền nói cái này, cái kia cái kiểu giống như họ nói là hòa bình nhưng mà không phải vậy nhưng mà thật sự thì họ không có, có hòa bình gì cả tất cả những cái gì mà xấu xí của bên nato đưa ra hết mọi người dân nước nga xem in và ông tổng thống putin nói về cái chuyện mà gia nhập NATO thì ổng tạc vào ông bên. Ở ngay chỗ này họ cũng đưa ra nói là giống như chiến tranh bên Ukraine. Have, uh, uh, in... Đây là cũng thấy là anti-tank missile container của bên nước Anh. Uh, now, uh, Ukrainian... Trong lúc này là NATO họ đang đưa những cái vũ khí qua bên uh, Ukraine. À, đưa qua bên Ukraine vũ khí nào là à, cái này cái nọ. Đó là bên NATO họ đưa ra để mà đưa cho bên Ukraine để đấu lại nước Nga. Đó là làm cho Ukraine giống như hư chỗ mà lính chán của bên NATO để mà đấu lại bên nước Nga và nhìn thấy chuyện này là liên tiếp mấy tháng nay đưa ra cái museum ở bên đây như vậy có phải không à, có lẽ là nó nhìn giống giống như vậy nhưng mà không phải vậy à, chúng tôi ở đây à, cố gắng làm như vậy à, đây là không phải là tôi làm cho người ta À, đây là giống như tôi đây để làm chỉ dẫn cho người ta à, làm cho người ta tự suy nghĩ về cái chuyện tốt của bên nga đó trong lúc này bên nato và nước nga họ đang cắt xé lẫn nhau chưa từng thấy từ trước tới giờ cả hai bên đều nói bên nào cũng không có quyền lựa chọn cả nước nga và nay